cho anh món này với lại mấy món như cũ. Dạ. Cảm ơn anh. Anh có biết ăn một bữa ở đây bằng 1/5 tháng lương của em rồi không? Bình thường á thì chỉ có vợ mới tiết tiền cho chồng của mình thôi. Anh bị điên nữa rồi à? Nói chứ chồng này anh Khao, đừng lo nha. À, đưa điện thoại của em đây. Ôi, anh với chị quản lý của anh đúng là trời sinh một cặp thật đấy. Đưa điện thoại của em đây. Không lẽ Linh cũng kêu em chặn số anh đó hả? Hèn gì anh gọi hoài mà không được. À, thì ra em cũng không phải là duy nhất nhờ. Không có số này thì anh gọi số khác thôi. Không dập được lũ thì mình mua pháo. Uầy, chúc hai ăn ngon miệng. Đúng là tiền nào của đấy. Quán thì đẹp, đồ ăn thì lại ngon đấy chứ. Nhìn hấp dẫn dã man. Em ước là sau này em có thể mở được một tiệm bánh hoặc là một nhà hàng như thế này. Bánh ruột của anh á. Anh dẫn ai lên đây hẹn hò à? Em là người đầu tiên mà anh dẫn lên đây á. Em còn đói hả? Để anh kêu thêm cho em nha. Em ơi! Không sao đâu anh. À. Dạ quý khách cần gì ạ? Anh tính tiền giúp em nha. Dạ. Cái trò này là kỳ lắm đấy nha. Em gửi anh. Anh khát nước quá. Anh còn dám khát nước à? Ngồi im đi. Em không thể hiểu nổi ca sĩ nổi tiếng như anh mà không có được một đồng một cắc trong ví. Thế hôm nay không có em thì anh định làm thế nào? Thì lâu lâu phải cho người ta lỗi kỹ thuật chứ. Bình thường á, một bài thôi là dư trả ở chỗ này rồi đó. Rồi thì ở lại mà hát đi. Xem người ta có cho về không? Một tuần làm việc của em bay qua cửa sổ rồi đấy. Rồi, mai anh trả tiền liền. Cứ càm ràm với vợ anh vậy. Nè, ngồi cho đàng hoàng á. Có chuyện gì cái là chịu trách nhiệm của đời tôi à. Dịnh vô chắc vô. À. Đó, mình nói rồi không nghe người ta. Tới rồi. Nút đầu ta? Em, cái nút không thấy. Em mắc nợ anh hay gì ấy. Không có cái mua mà cũng không cởi được nữa. Mua nợ hả? Trả nè.